Sau khi chỉ ra các sai phạm liên quan công tác biên soạn, in ấn và tăng giá sách giáo khoa giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2014 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018, thanh tra chính phủ kiến nghị chuyển vụ việc sang Bộ Công an xem xét xử lý sau khi chỉ ra các sai phạm thanh tra chính phủ kiến nghị chuyển hai vụ việc sang bộ công an xem xét xử lý một là nội dung hướng dẫn sử dụng sách bài tập sách tham khảo có dấu hiệu lợi ích nhóm giữa bộ giáo dục và đào tạo là cơ quan quản lý nhà nước với nhà xuất bản giáo dục việt nam trong việc in ấn phát hành sách bài tập hay là việc lựa chọn nhà thầu cung cấp giấy in để sản xuất sách giáo khoa theo phương thức chào hàng cạnh tranh của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường, chưa đảm bảo công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Thành tra chính phủ đã kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm với Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo được phân công phụ trách theo từng thời kỳ.